hôm nay là cái cuộc tiếp xúc của chúng tôi với lại trưởng Đỗ Phát Khai là cố vấn của Hội đồng Trung ương ở Việt Nam. Tôi nhận thấy rằng cái phương pháp giáo dục hướng đạo vẫn còn giá trị. Chính cá nhân tôi đã trưởng thành và sống theo những cái phương pháp hướng đạo, và khi đi vào đời đó thì tôi nhận thấy rằng tôi đã được trang bị khá đầy đủ cho những lĩnh vực mà tôi không có biết trước. Và tôi nhận thấy rằng cái phương pháp giáo dục hướng đạo vẫn còn giá trị. Đó là nguyên nhân tại sao năm 1975 khi qua đến Mỹ, vài năm sau vừa tạm an cư thì chúng tôi nghĩ tới cái chuyện lập lại những cái đoàn hướng đạo để lưu giữ tất cả những cái giá trị của phương pháp giáo dục hướng đạo như là một món quà để tặng lại cho cái thế hệ đàn em của cái dòng tộc Việt Nam của mình. Về vấn đề tổ chức thì theo lịch sử của cái dòng chảy của hướng đạo thì năm 1983 là có thể nói là cái phong trào hướng đạo Việt Nam nó đã mọc lên ngay từ năm 1975 trong các trại tị nạn, mọc lên trong các quốc gia như là Pháp, Đức, Canada, Úc Châu chẳng hạn. Thì đó là những phong trào, hẳn nhiên là những phong trào mà muốn sống lâu thì phải có được tổ chức. Và chúng tôi may mắn được ông Tổng Thư ký của Phong trào Hướng đạo Thế giới năm 1983 đã có cái thơ gửi chính thức cho cựu chủ tịch của Phong trào Hướng đạo Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Văn Thơ, để kêu gọi chúng tôi thành lập một cái ủy ban quốc tế để điều họp tất cả chính thức những cái sinh hoạt của hướng đạo Việt Nam hải ngoại trên toàn thế giới. Và kể từ những lúc đó chúng tôi càng ngày càng hoàn bị hơn về phương diện tổ chức, cái tên là Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Cái sứ mệnh chính của Hội đồng Trung ương của Hướng đạo Việt Nam theo như bản hiến chương của Hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại là có hai điểm chính, là chúng tôi sẽ lưu giữ, cố gắng lưu giữ những cái truyền thống phương nguyên lý của tốt đẹp của hướng đạo Việt Nam, cũng như là chúng tôi cố gắng lưu giữ cái truyền thống văn hóa của cái dòng tộc Việt Nam. Đó là hai cái điểm chính. Cái hoàn cảnh xã hội của hai cái xã hội nó rất là khác nhau. Cái xã hội của Việt Nam khác với cái xã hội của Mỹ, nơi mà chúng ta đang sống hiện tại. Do đó, con em của hai xã hội cũng khác nhau. Do đó là chúng tôi cần thấy và phải cố gắng một mặt duy trì những nguyên lý bất biến của hướng đạo, như là mục đích, như là phương pháp của hướng đạo, và đem những cái phương pháp đó ra để mà cập nhật nó, để mà phù hợp với lại tâm sinh lý của trẻ em ở tại hải ngoại, cũng như là cập nhật những cái sinh hoạt cho nó dẫn theo đúng nguyên lý nhưng mà vẫn có giá trị và tạo được cái sự hấp dẫn đối với cái thế hệ trẻ hiện tại tại hải ngoại. Là quá nhiều những cái trò chơi bên ngoài xã hội, những cái electronic game chẳng hạn, là quá nhiều. Khác với là cái xã hội Việt Nam của chúng tôi ở tại Việt Nam thì lúc đó là cái nó không có những cái trò chơi điện tử như thế này, hay là rất nhiều cái khác của cái xã hội của cái hiện tại chúng ta đang sống. Một đằng là một cái xã hội rất là nhiều kỹ thuật và một cái xã hội rất là nhanh, một đằng là một xã hội tương đối chậm so với cái xã hội hiện tại. Về vấn đề văn hóa có thể nói chung là văn là tốt đẹp và hóa là hóa ra tốt đẹp. Thành ra nếu mà định nghĩa như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng mình vẫn luôn, người Việt Nam mình vẫn luôn luôn tự hào là mình có 4.000 năm văn hiến. Thì tôi nghĩ cái điều đó là cũng có thật. Tại vì càng
đi sâu vào những cái điểm tinh yếu vi tế của nền văn hóa thì thấy quả thật là cái dòng tộc Việt Nam của mình có một cái nền văn hóa rất là cao, và chúng tôi đang cố gắng gạn lọc những cái gì của nền văn hóa Việt Nam tốt đẹp mà có thể lưu giữ và thực hiện được, để chúng tôi lưu giữ và thực hiện và bỏ bớt đi những cái mà nó có tính cách như là mê tín hay là không có giá trị. Thí dụ như là Tết Việt Nam thì nó là một cái điểm văn hóa tốt đẹp, thì chúng tôi cố gắng tổ chức những cái sinh hoạt như là tất niên, tân niên, hội xuân, tham gia vào những cái tổ chức sinh hoạt của cộng đồng để chứng tỏ cái sự hiện diện của các đoàn thể hướng đạo trong cộng đồng chẳng hạn. Và chúng tôi cố gắng cần nhất hai điểm là cái lưu giữ cái tiếng Việt cũng như là những cái truyền thống, ví dụ như là người Việt Nam ta đơn cử chẳng hạn như là có cái thói quen ăn chung bàn tròn ở nhà. Thật ra thì người Mỹ vừa khám phá ra cái giá trị của cái sự ăn chung của cái bàn tròn. Ở nơi đó thì tất cả những thành viên của gia đình, đại gia đình quây quần nhau buổi chiều để mà chia sẻ những thức ăn cũng như chia sẻ những câu chuyện và có những cảm thông. Người Mỹ vừa cảm thấy vừa ghi nhận cái giá trị của cái bàn tròn của gia đình, thì chúng tôi cố gắng lưu giữ những cái giá trị như vậy. Cho tới hôm nay thì cái phương pháp giáo dục hướng đạo ở trên thế giới cũng không có thay đổi nhiều. Phong trào hướng đạo thế giới có những cái ủy ban để mà nghiên cứu và đào sâu và nghiên cứu để cập nhật những cái phương pháp giáo dục của hướng đạo. Nhưng mà cho tới hôm nay thì cá nhân chúng ta không có thấy có những cái thay đổi nhiều từ lúc mà ông Tổ hướng đạo lập ra cho tới bây giờ, thì những cái phương pháp vẫn còn được xài. Và chúng tôi luôn luôn đặt vấn đề là phải theo đuổi cái nguyên lý của hướng đạo, tức là những cái phương pháp mà nhờ đó hướng đạo nó vẫn là hướng đạo, chứ chúng tôi không có những cái dễ vui để mà thay đổi để rồi biến thể hướng đạo. FDA đã thông cáo đến các bác sĩ và bệnh nhân về thương tích nghiêm trọng gây ra bởi lưới y tế nội âm đạo, lưới y tế bọng đái, võng y tế xương chậu, võng y tế bọng đái. Gọi ngay nếu bạn đã từng bị đặt các y cụ này. Bạn có thể được bồi thường tiền mặt nếu bạn đã từng bị đặt lưới y tế nội âm đạo, lưới y tế bọng đái, võng y tế xương chậu, võng y tế bọng đái. Xin gọi ngay lập tức 1-407-403-3333. 1-407-403-3333. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình dạ tiệc ghi quỹ tình thương Gala Mẹ Yêu 2015 do Bút Nhóm Lửa Việt tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 17 tháng 5 2015 tại Higgin Hall 5225 North Hems Avenue, Tampa, Florida 33614, với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Don Hồ cùng với MC Linh Mục, nhạc sĩ Vũ Hải Đăng. Mọi chi tiết xin liên lạc Vũ Mộng Thu 813-732-6446 hay anh Cái Khánh 863-307-6926. Một trong những nhà hàng sẽ làm quý khách hài lòng nhất tại vùng Tampa, xin mời đến nhà hàng Saigon Bay. Saigon Bay, nhà hàng Việt Nam với những đặc sản từ vùng Đông Nam Á, sẽ được đưa đến tận bàn cho quý khách. Đặc biệt, cơm sườn, gà và bò nướng, mì xào giòn, hủ tiếu thập cẩm, gỏi cuốn và chuối chiên thật ngon không thể thiếu được. Saigon Bay tọa lạc tại 2373 East Fowler Avenue, điện thoại số 813-971-0854. 813-971-0854. Mới bước vào cửa là đã thấy xấu động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở Sông Bài Live. Always live, always on.
Kính mời quý thầy trụ trì, quý tăng, ni Phật tử cùng tham dự khóa tu niệm trụ chú A-di-đà Phật, niệm cho hòa bình thế giới do Đức Pháp Vương Trikun Khai Abdon Chashan hướng dẫn, do Trung tâm Trikun Dharmasuya tổ chức từ ngày 30 tháng 4 đến 3 tháng 5 2015 tại Northern Virginia Community College, Earned Community Culture Center, 8333 Leader River Turnpike, Annandale, Virginia 22003. Xin quý vị ghi danh sớm để giữ chỗ ngồi cho khóa tu đặc biệt này. Mọi chi tiết xin liên lạc Đỗ Như 703-231-8962 hay Trí Bùi 703-926-1423. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự ngày vinh danh và tri ân các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ do Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Charlotte, North Carolina phối hợp cùng với Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Greenville, South Carolina và Phái đoàn Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tổ chức tại Hội trường Nhà thờ St. Thomas Aquinas, 1400 Sutter Road, Charlotte, North Carolina, 28213, từ 2:30 đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 2 tháng 5 2015 để tri ân và vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Diễn giả đặc biệt trong chương trình là ông Richard Parkin, tác giả của sách và đạo diễn cuộn phim Ride the Thunder, Cởi Ngọn Sấm, nói lên phần nào sự thật cuộc chiến đấu hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ trong cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ miền Nam Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Tịnh 803-389-8002 hay Thu Hương 704-607-7761. Kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử dành thời giờ đến chiêm bái Phật Ngọc cũng như tham dự các chương trình Đại lễ Cung nghinh Phật Ngọc Hòa bình Thế giới và Đại lễ Phật Đản tại North Carolina. Chương trình khai mạc vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 9 tháng 5 2015, bế mạc vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5 2015 tại Thiền viện Minh Đăng Quang, 4310 West Sugar Creek Road, Charlotte, North Carolina 28269. Lễ hội gồm các khóa tu học và nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ từ Trung tâm Asia và Thúy Nga. Mọi chi tiết xin liên lạc Thiền viện Minh Đăng Quang 704-596-3457 hay Sư Minh Nguyên 980-422-5136. Nhằm mục đích duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam nơi xứ người, cũng như để tưởng nhớ công ơn quốc tổ cùng bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, đặc biệt để tưởng niệm 40 năm miền Nam Việt Nam đã rơi vào tay Cộng sản. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi lễ quốc tổ Hùng Vương và đêm tưởng niệm 40 năm tháng Tư Đen do Cộng đồng Việt Nam miền Nam Florida tổ chức vào lúc 6:30 chiều Chủ nhật 10 tháng 5 2015 tại Hội trường Police American Club, 935 Southwest 71 Avenue, North Lauderdale Lake, Florida 33068, vào cửa tự do phục vụ thức ăn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Đức Huy 561-271-9350 hay Lê Thanh Liêm 561-460-7988. Thông báo: Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Charlotte và vùng phụ cận sẽ tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương và tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2015 tại Hội trường Nhà thờ St. Thomas Aquinas, 1400 Sutter Road, Charlotte, North Carolina 28213, với sự phối hợp của Cộng đồng Việt Nam tại South Carolina, một chương trình đặc biệt để thực hiện để tri ân, vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Vào cửa tự do, ẩm thực miễn phí, mong quý đồng hương tham dự đông đủ, trân trọng thông báo. Mọi liên lạc xin gọi Thu Hương 704-607-7761, Hoàng Tịnh 803-389-8002. Nói về vấn đề phát triển thì phong trào hướng đạo Việt Nam ở tại hải ngoại phát triển tương đối cũng khá nhanh so với năm 1983 cho tới giờ, thì xuyên qua những cái sinh hoạt chánh của phong trào hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại, như là cứ 3 năm hay là 4 năm thì chúng tôi có một cái trại họp bạn hướng đạo trên toàn thế giới, hướng đạo Việt Nam trên toàn thế giới. Rồi hàng năm ở tại mỗi địa phương chúng tôi đều có những cái trại họp bạn của tất cả những cái đoàn hướng đạo ở trong cái một cái vùng của mình. Chúng tôi trên căn bản chia vùng của hướng đạo theo như là bản đồ của Mỹ, tức là vùng thời gian, tức là Đông, Trung và Tây. Nhưng mà cái miền Tây quá lớn cho nên chúng tôi chia Tây Bắc và Tây Nam chẳng hạn. Thì cứ hàng năm chúng tôi đều có cái tập tục là tổ chức những cái buổi họp mặt với tất cả những cái đoàn hướng đạo trong cái miền của mình. Ngoài ra thì bên cạnh đó, chúng tôi còn có những cái khóa huấn luyện về truyền thống và văn hóa hướng đạo Việt Nam đi song song. Về phương diện hướng đạo, huấn luyện căn bản người huynh trưởng hướng đạo, thì chúng tôi vẫn là theo như cái điều lệ là chúng tôi sẽ làm việc với hướng đạo bản địa.
tức là những cái khóa mà chúng tôi gọi nôm na là những khóa bằng rừng, tức là những khóa mà huynh trưởng được đào tạo để đủ khả năng là một người huynh trưởng của hướng đạo trên toàn thế giới, đi đâu cũng nắm vững những cái mục đích phương pháp của hướng đạo đó. Thì chúng tôi có những cái khóa huấn luyện về vấn đề văn hóa và truyền thống hướng đạo Việt Nam, cái này thì riêng của bên hướng đạo Việt Nam. Và xuyên qua những cái sinh hoạt như vậy đó, thì ở tại các nơi chúng tôi ghi nhận, thí dụ như là những trại học bản hướng đạo thế giới đó, thì nó tăng dần từ lúc mà mới ban sơ, cả hạn như là từ một con số 1.000 cho tới giờ phút này thì chúng tôi đã lên tới con số 5.000, 7.000 rồi. Nhờ các tổ chức của hướng đạo và của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam, của phong trào Hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại, thì chúng tôi có cơ quan đầu não phối hợp tất cả những cái sinh hoạt hướng đạo trên toàn thế giới, chúng tôi gọi là Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Thì trên Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam thì chúng tôi có các chi nhánh và các miền. Ở tại mỗi quốc gia chúng tôi là gọi là một chi nhánh. Và riêng ở tại Mỹ vì quá lớn cho nên chúng tôi, chi nhánh Mỹ, chúng tôi chia ra thành 4 miền. Thì miền Tây Bắc, miền Tây Nam, miền Trung và miền Đông. Đó là riêng tại Mỹ. Còn ở các nơi, các quốc gia thì chúng tôi gọi là các chi nhánh. Thì tất cả những cái miền, những cái chi nhánh tập hợp lại là thành Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Về vấn đề khen thưởng thì chúng tôi có những cái chứng chỉ gọi là ban khen cho những cái thành tích của những cái cá nhân trong những cái sinh hoạt hay là từng những cái dự án như là hội nghị huynh trưởng hay là trại miền. Thì có những cá nhân xuất hiện trong những cái dự án đặc biệt chẳng hạn, thì chúng tôi ghi nhận bằng những cái tờ giấy ban khen. Nhưng mà khi nào có những cá nhân có những cái đóng góp ở cái tầm vóc mà nổi bật cho cả miền ai cũng biết hết và cả miền ai cũng công nhận, thì chúng tôi có một cái loại huân chương khen thưởng gọi là bích hợp, đối với những cá nhân mà có những cái đóng góp tầm vóc xuyên quốc gia và đáng để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ, như là những cái vì sao bắt đầu dẫn lộ, thì chúng tôi có những huân chương gọi là bắt đầu huân chương. Cho tới giờ phút này thì chúng tôi đã được 10 cái thăng tiến. Thì cứ con số thăng tiến tăng dần từ thăng tiến 1 bắt đầu ở bên Pháp cho tới giờ này, thì chúng tôi có được thăng tiến 10 mới vừa xảy ra trong năm 2014 ở tại Houston, Texas. Thì thành tích là chúng tôi thấy rằng càng ngày cái tổ chức càng ngày càng hoàn bị hơn. Ngày xưa thì đơn sơ, ví dụ như là chúng tôi chỉ có trong một cái phiên họp của Đại Hội đồng của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ coi như là sẽ đề cử một cái nơi nào đó để tổ chức cái trại họp bàn thẳng tiến. Nhưng mà thật sự mà nói, sau khi đề cử xong là chúng tôi khoáng trắng luôn cho cái nơi được tổ chức đó để lo vấn đề ghi quỹ, lo vấn đề sinh hoạt, các trò chơi thi đua để mà tạo hấp dẫn vui nhộn trong các trại thẳng tiến. Cho đến nay thì chúng tôi càng ngày càng hoàn bị hơn về phương diện tổ chức. Chúng tôi có một cái ủy ban thẳng tiến, và ủy ban này coi như là hệ thống hóa và cập nhật tất cả những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm có trong các thẳng tiến, và được coi như tài liệu hóa đầy đủ, và có thể chúng tôi có thể tổ chức những cái trại thẳng tiến với cái sự tiếp tay từ đầu tới cuối của Hội đồng Trung ương trong cái sự điều hộp của ủy ban thẳng tiến, cũng như điều động tất cả những nhân sự, tất cả những ở các nơi chi nhánh hay miền để mà về giúp cho cái trại, chứ không có thể là giống như ngày xưa là lúc mà khoáng trắng cho một cái nơi nào tổ chức thì nơi đó phải lo hết về vấn đề
gây quỹ tài chính sinh hoạt, tổ chức điều hành tất cả mọi cái. Nói tóm lại là trong cái tiến trình mà quản trị thì bây giờ thì cái trong tiến trình quản trị đó chúng tôi có thể sử dụng tất cả những cái nguồn tài chính nhân lực ở tất cả các nơi chứ không có khoáng trắng như ngày xưa nữa. Phong trào hướng đạo đã có 85 năm, có nghĩa là phong trào hướng đạo đã có những cái mục đích, có những cái phương pháp tương đối đúng để có thể tồn tại được xuyên qua thời gian cho tới 85 năm. Thì chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tất cả những cái giá trị đó ở trong phong trào hướng đạo cho tương lai. Những cái mục đích, những cái phương pháp, chúng tôi nói chung là những cái nguyên lý của hướng đạo đó, chúng tôi vẫn cố gắng theo đuổi để duy trì một cái nền giáo dục có đặc biệt của hướng đạo mà cho tới nay 85 năm thì nghĩa là vẫn còn tiếp tục từ trong trong nước cũng như là ra hải ngoại, chúng tôi vẫn tiếp tục cái lộ trình phát triển, càng ngày càng phát triển nhiều ra. Và trong cái sự phát triển đó, chúng tôi chỉ cập nhật những cái nguyên lý của hướng đạo cho chúng tôi vẫn giữ vững những cái mục đích và những cái phương pháp của hướng đạo là đã có giá trị từ lúc khởi đầu cho đến giờ, và tiếp tục cập nhật với cái hoàn cảnh xã hội hiện tại, cập nhật với tất cả những cái khoa học kỹ thuật cũng như là những cái tâm lý của giới trẻ trong cái xã hội hiện tại, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ những cái nguyên lý căn bản của hướng đạo. Là một thành viên của phong trào hướng đạo thì chúng tôi thấy rằng hướng đạo đã tạo được cái uy tín đối với cái cộng đồng của người Việt hiện nay, người Việt tị nạn tại hải ngoại, cũng như là trong quá khứ đã tạo được cái uy tín đối với cái dân tộc Việt Nam ở tại quê nhà trong quá khứ. Thì cho tới giờ phút này có thể nói là hướng đạo không còn xa lạ, mà là một cái phong trào giáo dục rất là hữu hiệu, đã trong mọi thời điểm, từ những cái thời điểm kháng chiến chống Pháp cho đến ngay bây giờ, đã đào tạo những cái người rất là yêu nước, thực sự yêu nước. Và bằng những cái sự giáo dục và huấn luyện trong môi trường hướng đạo, thì tôi thấy rằng cái con người hướng đạo chúng tôi rất là hãnh diện, tạo được cái uy tín ở trong lòng của cái người dân Việt ở tại hải ngoại. Khi nói đến con người hướng đạo là người ta có thể nói là có thể tin tưởng được. Kính thưa quý đồng hương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức thăm Hoa Kỳ trong năm 2015 theo lời mời của chính phủ Hoa Kỳ. Người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ và khắp nơi cần chống lại cuộc viếng thăm này, xin ký tên kiến nghị yêu cầu Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ không mời Nguyễn Phú Trọng đến thăm nước Hoa Kỳ, đồng thời đặt nhân quyền là điều kiện quan trọng cho các cuộc thương thảo giữa hai bên. Cộng đồng Việt Nam sẽ tổ chức biểu tình để phản đối Nguyễn Phú Trọng được mời đến thăm Hoa Kỳ. Xin quý đồng hương hưởng ứng bằng cách vào trang web www.cdlbxk.org. Kế đến, bấm vào chữ Sign Now, ký tên ở phía góc bên phải. Tiếp theo, hãy điền vào tên, họ, email, rồi bấm vào Sign Now, ký tên. Mọi chi tiết xin gọi 407-927-0014. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh, đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750.
Ban Vận động Bảo tồn Di tích Thuyền Nhân thuộc Văn khố Thuyền Nhân Việt Nam xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự và chung vui dạ tiệc 40 năm Thuyền Nhân Việt Nam hội ngộ từ 5 giờ chiều đến 12 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 2015 tại Majesty Restaurant 5015 West Edinger Avenue, Santa Ana, California 92704. Mọi chi tiết xin liên lạc Mỹ Vân 714-478-6688 hay Oscar Thuận 714-767-0353. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi triển lãm vinh danh nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, một người đã được nhiều giải thưởng quốc tế, đã cống hiến nhiều công sức trong việc đào tạo và phát triển môn nhiếp ảnh gia nghệ thuật Việt Nam và hải ngoại, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam tự do, hai miền Nam Bắc Cali trong 25 năm qua. Buổi lễ vinh danh và triển lãm sẽ được tổ chức tại sảnh đường quận hạt Santa Clara, 70 West Hayden Street, San Jose, California 95110 vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015. Mọi chi tiết xin liên lạc Đăng Vũ 408-828-6989 hay Lịch Trần 408-424-4166.